Chào mừng các bạn trở lại với Phatma Comestic. Hôm nay hãy cùng chúng mình đánh giá, lăn và xịt khử mùi dưới cánh tay nhà BioTray. BioTray là một công ty dược mỹ phẩm rất có tiếng đến từ Bulgaria. Ưu điểm: hiệu quả cao. Lăn và xịt khử mùi BioTray được đánh giá cao và khả năng giữ mùi và ngăn tiết mồ hôi hiệu quả, kéo dài lên đến 5 đến 7 ngày chỉ sau một lần sử dụng. Sản phẩm giúp vùng da dưới cánh tay luôn khô ráo, thoáng mát, không gây cảm giác bí bách khó chịu khi sử dụng. Dịu nhẹ, lăn và xịt khử mùi nhà BioTray được bào chế với các thành phần an toàn, dịu nhẹ, không gây kích ứng da, phù hợp cho cả da nhạy cảm. Không gây ổ vàng, sản phẩm không gây ổ vàng quần áo, giúp bạn luôn tự tin trong mọi hoạt động. Tiết kiệm, lăn và xịt khử mùi BioTray có dung tích lớn, 40ml. Và hiệu quả sử dụng lâu dài, giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí. Vậy còn về phần nhược điểm, thứ nhất, giá thành cao so với các sản phẩm lăn khử mùi thông thường khác trên thị trường. Lăn và xịt khử mùi BioTray có mức giá cao hơn. Thứ hai, có thể gây kích ứng nhẹ. Một số người dùng có thể gặp tình trạng kích ứng nhẹ sau khi sử dụng. Tuy nhiên, tình trạng này thường hiếm gặp và không đáng kể. Lưu ý, nên sử dụng lăn và xịt khử mùi BioTray vào buổi tối trước khi đi ngủ để sản phẩm có thời gian phát huy hiệu quả tốt nhất. Tránh sử dụng sản phẩm trên da sau khi cạo, nhổ hoặc wax lông vì có thể gây kích ứng. Kết luận lại, lăn và xịt khử mùi BioTray là sản phẩm hiệu quả cao, an toàn và dịu nhẹ cho da, giúp bạn luôn tự tin với vùng da dưới cánh tay khô ráo, thoáng mát và không mùi. Cá nhân mình thấy dạng xịt thì sẽ tiện lợi hơn và sản phẩm có thể sử dụng chung dành cho cả gia đình. Các bạn hãy follow cho Phatma Cosmetic nhé.